Chào mừng các bạn trở lại với video của Điện tử DT. Ở video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp một bộ báo chống trộm bằng tia laser bằng cách kết hợp giữa quang trở và mạch rẽ VKT102 và một số linh kiện khác. Là chúng ta có thể làm một bộ báo chống trộm bằng tia laser rất là đơn giản mà hiệu quả. Bộ sẽ có chức năng là báo trộm cũng như là báo động khi có người di chuyển che đi tia laser phát đến quang trở và mạch rẽ, và mạch rẽ sẽ đóng relay để báo còi và thời gian chúng ta có thể điều chỉnh được. Và tất cả sản phẩm này đang bán trên website điện tử dt.com. Mình sẽ để đường dẫn ở dưới phần mô tả video, các bạn có thể truy cập để xem chi tiết. Và ở video này mình sẽ sử dụng các linh kiện như sau. Đầu tiên là một laser chấm đỏ, laser 5V, một mạch rẽ VKT102 7 chế độ, một quang trở, một trở 220 ohm, một chiếc còi 6 tiếng. Ở đây thì chúng ta có thể thay thế còi khác hoạt động ở điện áp 5V cũng được nha. Hai giắc cái DC 5.5mm ra hai đầu kẹp. Và hai cục nguồn 5V 2A. Do đây mình sử dụng đầu phát laser và bộ báo còi ở hai vị trí khác nhau, cho nên mình sẽ sử dụng hai nguồn điện biệt. Và sau khi có đầy đủ linh kiện thì các bạn có thể lắp theo sơ đồ của trên hình. Và đây mình sử dụng jack DC 5.5mm ra hai đầu kẹp. Do cục nguồn của mình cũng có đầu ra là jack được DC 5.5mm. Và hai đầu kẹp này sẽ có hai màu. Màu đỏ là chúng ta sẽ kết nối với lại cực dương của thiết bị, và màu đen thì kết nối với cực âm. Ví dụ như laser này, mình sẽ nối dây đỏ với lại jack kẹp màu đỏ. Chúng ta chỉ cần nhấn xuống, đưa dây vào và hạ ra là dây đã được kết nối chắc chắn nha các bạn. Và ở đây ở trên đầu laser sẽ có một núm vặn để chúng ta điều chỉnh tiêu cự và điểm hội tụ cho tia laser. Tùy vào khoảng cách mà chúng ta đặt mắt khu ở xa hay gần mà chúng ta sẽ điều chỉnh tiêu cự này cho phù hợp. Và như đây mình đã lắp xong hai đầu của quang trở thì mình sẽ nối vào dây bớt. Một đầu thì mình sẽ cắm với lại chân cộng, còn một đầu thì mình sẽ cắm với lại chân TG. Và đối với trở 220 ohm thì một đầu thì mình sẽ hàn vào chân trừ, và một đầu còn lại thì mình sẽ hàn vào chân TG. Thì đây quang trở các bạn có thể nối dây dài như thế này, hoặc là các bạn không cần nối dây dài mà chúng ta hàn trực tiếp hai chân lên chân cộng và chân TG cũng được nha. Và đầu tiên trước khi điều chỉnh chế độ thì chúng ta sẽ cần tháo quang trở ra. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cần nhấn giữ nút nhấn, sau đó cấp nguồn và đèn trên mạch sẽ nhấp nháy liên tục, và chúng ta sẽ hạ nút nhấn ra. Lúc này thì chúng ta sẽ cần nhấn nút nhấn 2 lần và chúng ta sẽ chờ khoảng 3 giây, mạch sẽ tự động luôn chế độ số 2 bằng cách chớp chậm 2 lần. Và lúc này thì mạch đã lưu ở chế độ số 2. Cho dù chúng ta ngắt nguồn và cấp nguồn lại thì mạch vẫn nhớ chế độ số 2, và mình sẽ cắm lại quang trở. Và lúc này thì chúng ta sẽ cần điều chỉnh tia laser hướng thẳng vào quang trở. Bây giờ mình cũng sẽ cấp nguồn cho laser. Và lúc này chỉ cần có vật hoặc là người di chuyển ngang qua che lại tia laser thì mạch làm tức đóng delay để báo còi. Và thời gian chúng ta có thể điều chỉnh được bằng chiếc áp có trên mạch. Và thời gian tối đa chúng ta có thể điều chỉnh là 60 giây. Còi sẽ kêu liên tục cho đến khi hết thời gian mà chúng ta đã điều chỉnh. Và video của điện tử DT đến đây là hết. Các bạn có bất cứ ý gì hãy để lại bình luận ở dưới phần mô tả video. Nhớ like và đăng ký kênh để nhận được thông báo khi mình đăng video mới. Cảm ơn các bạn.